Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường đi thăm bẫy gắn nha các bạn. Nói chung luồng bẫy này thì mình thăm cử này cũng cử thứ thứ năm rồi nha các bạn. Cử rồi thì luồng bẫy này cũng trúng lắm. Cái luồng bẫy này hình như là mình đặt được 40 cái nha các bạn. Thì bữa nay cũng 4 đêm rồi các bạn ơi, cũng tới ngày thăm rồi ha. Thì cũng để tránh mất thời gian các bạn, giờ mình cũng ra tới điểm rồi. Mình cũng mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bẫy 40 cái cử thứ năm nay coi nó có trúng như mấy cử trước không nha các bạn. Đằng trước đây là cái bẫy đầu tiên của chuyến thăm hôm nay nha các bạn. Thì hành trang mình đây bạn ơi. Một cái bẫy xe cua. Lúa, chuột, túi lứ, áo mưa. Ở này đi thì hay đem áo mưa các bạn. Quê mình không gà, trời không hay mưa lắm. Ngày nào cũng mưa chứ, tối cũng mới mưa đám. Rồi cái bẫy này dính mà dở lên thấy như gắn nè. Tải bệt phăng nữa nè. Hồi ôi con gắn nhì các bạn. Ngon lành. Mới mở hàng cái đầu tiên dính được con gắn nhị bạn ơi. Con gắn nhị này chắc cũng có 3-4 lạng gì nè. Thải bệt phăng bên đó. Rồi để mình tiến hành bắt ra luôn. Bữa nay mình thăm thì cái luồng này 40 cái. Những cái nào không dính các bạn cũng cho mình cắt bỏ bớt cái video để nó dài quá ha. Nhiều khi con nhầm chỗ mình quay được, có chỗ mình quay không được. Chỗ khi có người ta quá hoặc là có ca hát rồi. Mới mở hàng có cái đầu tiên dính nhắn gì là thấy cái bộ im nữa nha các bạn. Bữa nay tình hình bộ được. Hy vọng là vậy chứ đừng có vụ mà mới vô dính gần hơi không dính nha các bạn. Rồi chụp ổng cái ổng đáy ổng mỉa hẹp 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 mà. Mấy gắn mới dính bẫy vô ra ngoài là cái gì mà. Con này cỡ 3 lạng 3 lạng 2 hả chứ không quá lớn nha bạn. Nó 3 lạng là cũng được gắn nhì đó bạn. Con này 3 lạng 3 lạng 2 hả chứ không quá lớn. Trời mới mới hàng có dính là thấy vui rồi. Rồi bây giờ để mình bỏ vô đi tới những cái bẫy tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy này mấy cử trước dính được con gắn nhì. Cử rồi thăm nhưng nó cũng im ra. Cử này cũng không thấy phăng nhưng mà. Rồi dính gắn nhỏ bị chuột xử rồi bạn. Rồi cái bẫy này để mình xử lý đặt lại bạn. Trước đây mình có cái bẫy không? Bẫy này mình cũng bắt được mấy con gắn. Chưa thấy gắn bự không nha bạn. Rồi bữa nay em ém lúa nè bạn. Không phải phân mà thấy ém lúa nè. Cũng nhẹ. Hồ được con gắn nhì bạn ơi. Gắn nhì cũng chậm lắm bạn. Ngày đây ánh nắng chói chói. Để mình xích vô đây cái nha. Gắn nhì trọng lắm. Ngon lạnh bạn ơi. Phân nó thải một bạc nữa. Phân thải đầu này. Có người ta để mình nhìn cái. Con này 3 lạng rưỡi 4 lạng như vậy. Chuột cắn gấp cái bao nhiêu. Con này tầm 3 lạng rưỡi 4 lạng nha bạn. 4 lạng đổ lại 3 lạng rưỡi đổ lên. Chắc có 4 lạng mà. Rồi.
Con này nữa là được hai con gắn nhì các bạn. Con gắn nhì này thì bự hơn con gắn nhì nãy được một chút. Luồng này nói chung cứ rồi mình thăm cũng trúng lắm bạn. Thăm hai cử trước luồng này mười mấy ký lô ạ. Cử rồi luồng này 4,5 ký, còn cử trước nữa là 8 ký mấy đâu ạ. Luồng này thì bữa nay mình hy vọng nó cũng sẽ được chạy như vậy nữa ha. Mà chắc mình đoán không bằng mấy cử đó đâu bạn ơi, tại vì ngay mấy cử đó là ngay mấy trung gian gắn chạy á. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ chạy số lượng gắn nhiều rồi thì nó sẽ giảm lại ha. Ra ngoài cái ông ị lum chân nè. Rồi, giờ để mình bỏ vô bạn ơi, đi tới cái bẫy tiếp theo. Trước đây mình cũng có 7 nha. Bờ này mình có đặt hai cái bạn, lúc trước hôm qua mình đặt 1 cái. Giờ mình chanh vô, cứ gọi 1 cái nữa là 2 cái. Vậy nè, khu khác quá. Bẫy này không phải phăng mà, không phải phăng mà sao thế nào nặng như bạn. Con gì đây? Hồi ơi, con hổ ngựa bích lợp bạn ơi, hổ ngựa bạnh Luki ạ. Con ngựa vàng. Con ngựa cạnh kia nha bạn. Con này nó quậy cũng chạy mình luôn. Ngựa bự lắm mà. Ngựa này gần cả ký gì nghe bạn, 8-9 lạng ký gì. Trong hang mới ra hay gì, ve đeo. Bạnh Luki. Ngon lạnh nha các bạn. Phải con hổ hành là vô một khúc rồi bạn. Con hổ ngựa thì nó nào ngay cái giá của nó không có, cũng không có giá trị nhiều nữa bạn. Nhưng mà nó bự bự như vậy thì mình cũng bán được nè. Còn nó nhỏ nhỏ là coi như thua. Còn hổ hành á thì bằng bằng con hổ ngựa này một cái là lúc một khúc nữa bạn. Con ngựa này gần cả ký. 8-9 lạng ký gì vậy. Nó quậy cũng chạy mịn chứ. Ngựa vàng đã quá nha bạn. Cái loại gắn này thì nó nào ngay nó cũng không có đập bạn, nhưng mà có cái mình một tay cũng khó bắt nó ra lắm ha. Này để mình ngưng máy mình bắt nó ra rồi đi tới cái tiếp theo nha bạn. Chung nãy giờ cũng con đó nữa cũng mới được 3 gắn nữa. 3 gắn mà gắn bự bự không. Đây được 2 gắn nhì. Mới vô ông ịt ịt cứt một cái. Ông ịt ịt phăng cái vừa hại túi chừng. Hai con hảo hành nha bạn, hai con hổ hành tầm 7-8 lạng, 7 lạng 7 lạng ngoài. Tới đây làm con hổ ngựa, con ngựa này thì bự nha bạn. Con ngựa này nói chung trọng lắm. Ngựa này cỡ nói chung ký đổ lại mà 9 lạng đổ lên bạn. Rồi, giờ để mình bắt nó ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy này mình cũng bắt được con ngắn bự rồi đó bạn, con hành nhì gì đó. Nhì nhất gì. Hồi bữa nay thấy lúa em nữa nè bạn. Cũng không quá nặng. Lấy lên coi con gì đây. Trời ơi, con hổ ngựa bạn ơi, hổ ngựa tí xíu. Trời hình như nó dính hai con bạn, con hổ ngựa, con hổ hành hay gì á. Con hổ hành ba nè. Với con hổ ngựa. Cái bẫy này chạy hai con nha bạn. Mà gắn hổ ngựa thấy nhỏ xíu à. Chắc mình bắt gắn hổ hành, còn hổ ngựa mình thả nó bạn. Hổ ngựa trọng trọng á thì mình mới bắt, còn nhỏ nhỏ mình cũng thả nữa. Tại nó cũng không có xài được. Con bự thì mới có giá trị thôi, còn gắn nhỏ nhỏ là thua. Hổ hành thì được. Hổ hành thì khi tự lạng cho lên mình bắt rồi. Lạng cho lên thì bán cũng được rồi. Còn mấy con nhỏ mình cũng thả nó lại hết. Thả nó còn không mấy mình bắt về nhà mình thả, hoặc đi chỗ khác mình thả bạn. Chứ thả lại nhiều khi nó vô bẫy nữa. Những con hổ ngựa nha bạn, mà mình chắc bắt con hổ hành này, còn hổ ngựa mình thả. Hổ ngựa ngóc đầu nhìn mình kìa. Cái đường hở như vậy nè mà không chịu ra, đi trên. Con hổ ngựa ra chạy kìa. Hổ ngựa nó nhỏ chừng 200-300 gram. Còn con hổ hành mình bắt đây nha bạn, hổ hành đây. Con hổ hành này tầm 1,5 lạng, 2 lạng. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Đi đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy này từ lúc mình đặt giờ ngon hết sức mình không chạy.
bữa nay nó cũng không chạy nữa gì. Còn chuột luôn mà. Để mình vô lúa đặt lại nha các bạn. Cử sao nữa cái bãi này không dính nữa, mình chạy nền nó luôn. Để mình đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình có cái bãi. Cái bãi trước mình cứ gò mình thăm dính được con rắn nhất nữa bạn. Chiên này không thấy phòng phiếu chứ. Hồi gì mà dính bạn ơi. Ba cái gì. Hồi rồi con hổ hành nhì nha các bạn, mà còn con chuột luôn. Làm như chớ rồi mình chăm con chuột hơi lớn đó bạn. Hổ hành nhì bạn kia. Phân nó thải văng lên mí hôm những tí nè bạn. Vậy còn chuột luôn bạn. Chuột này quá bự rồi. Cứ rồi mình chăm chuột hơi lớn. Để leo lên cái. Ngon lạnh bạn ơi. Con chuột này có ga mình cho nó ga luôn nha. Hổ hành nhì bạn kia. Con chuột bự quá, nó ăn không được. Ra luôn con, ra luôn thì mình giữ con chuột này tiếp tục nha các bạn. Chuột bự mà nó cũng không cắn. Nó không cắn rắn, mình để lại luôn. Con rắn này luôn cỡ 3 lạng rưỡi, 4 lạng nha các bạn. 3 lạng rưỡi. Ra cái mị vậy. Con này nó cũng 3 rắn nhì đó bạn ơi. Con này chắc mới vô nó chưa bị chuột nhâm nha các bạn. Chứ mà thôi mà giặt không lại con chuột là con chuột nó xử liền đó. Cắn nhâm mình liền đó. Rồi ngon lạnh mà ơi. Nãy giờ thì nói chung tới đây cũng 3 rắn nhì vậy đó. Chưa thấy nhất chứ có nhì nha bạn. Ba nhì với con hổ ngựa. Còn hai con gắn ba. Con gắn ba. Rồi bây giờ mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây mình có cái bẫy. Bẫy này mình đặt từ lúc đặt chứ cũng dính gắn tí tí không ạ. À? Chắc mình cuốn nó luôn. Lúc nó chạy nào chỗ khác. Chuột nó cắn lâu một đống cho. Bẫy này không dính bạn ơi. Bẫy này còn chuột luôn. Để mình lấy cái bẫy này kiếm chỗ khác đặt. Dưới đây mình có cái bẫy. Khu này rộng lớn quá. Mình đặt thắm gà nói chung khu này nó chạy cũng yếu lắm. Rộng quá mình khó đón hướng gắn đi như vậy. Hồi bữa nay thấy có phần nè bạn. Thấy gắn. Thấy phần này chắc gắn không lớn quá. Họ gờ nhẹ que bạn. Hồi thấy cũng chậm chậm bạn. Hồi giờ nó mới vô nó ăn con chuột mình có bụng còn chì phì. Thải con bệt phân. Hình như gắn nhì hết vậy. Hồi được gắn nhì nha bạn. Ngon lạnh bạn ơi. Bữa nay nãy giờ mình thăm nãy giờ đâu mới chạy 6 gắn nha bạn. Mà mới con gắn 3 với con hổ ngựa. Với 3 thằng này vậy. Nó bữa nay nó chạy thấy gắn 3 lượng yếu xuống nha bạn. Trời có gắn bự còn ngon nữa nha bạn. Chạy ít cũng được mà chạy có gắn nhì là im thôi. Luồng này cứ gọi mình thăm cũng mấy con nhất. Hy vọng cử này con hay con nhất gì cái. Y tế làm vài con nhất đồ cho khỏe mình được coi. Con này đâu cả 3 lạng, 3 lạng rưỡi bạn ơi. Cái bụng còn chì phì nè. Làm như mới vô ăn chuột mình vậy. Chắc tầm 3 lạng rưỡi. Con này nữa con gắn nhì thứ tư nha bạn. Không có nhất có nhì cũng được bạn ơi. Mấy gắn mới vô ra là nó ịt gì nữa bạn. Ịt trắng tay mình chứ. Rồi, để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Cũng ngon lành rồi đó. 4 gắn nhì kiếm sống cũng được rồi nghe bạn. 4 gắn nhì tầm ký mấy. Ký mấy thì mình cũng có doanh thu rồi đó. Chứ con không ngựa. Con ngựa đó cả ký gì vậy. Ngựa đó 8-9 lạng ký gì vậy. Giờ để mình bỏ vô. Đặt lại cái bẫy này đi tới cái tiếp theo nha bạn.
đây mình khơi cái bẫy. Bẫy này cái phân phiêu trên. Thời như dính gắn ba hay gì nữa mà. Để mình chụp ra ngoài cái. Trong này bịch quá. Này có bóng mát mát mình bắt được. Gắn ba bạn ơi. Gắn này làm như mới vô bụng còn chị phì nữa. Con này cỡ ngoạn gửi 2 lạng mà mới vô ăn cái bụng còn chị phì nè. Chưa tiêu quá ăn chuột. Trời có đỡ hơn không? Nãy giờ con này cũng mới 2 gắn 3, bữa nay gắn 3 chạy cũng yếu ha. Chung nãy giờ 7 này chạy cũng lưa thưa chứ nó không chạy kiền cái nha bạn. Nhưng mà cũng kiếm sống được nha bạn. Nãy giờ được mấy gắn nhì thấy cũng khỏe của mình rồi đó. Rồi, giờ để mình bỏ vô bạn ơi, đi tới cái bẫy tiếp theo. Cái bẫy dưới đây lúc trước mình thăm dính con gắn ba cũng lâu lắm mà nó cũng không dính nữa mà. Không có phần phiêu hết. Rồi cái bẫy này còn chuột còn lúa bạn ơi. Đặt lại đi tới cái tiếp theo. Đây chủ vườn ta bơm nước tiếng còn các bạn thông cảm ha. Luồng bẫy này nói chung là cứ rồi mình thăm cũng ba con nhất hay gì nữa bạn. Hai cử gọi xong tha hai chiến gọi thăm cái luồng này không cả chục ngắn nhất rồi. Bữa nay sao nãy giờ mình chưa thấy ngắn nhất nữa hết. Nãy giờ chạy nhì không à, chưa thấy nhất. Đây mình cũng có cái bẫy. Rồi cái bẫy này có phân nha bạn. Phân này sao thấy cũng không lớn hùng, chỉ mưa lem lem không biết bự nhỏ đây. Hồi hình như gắn nhì bự nha bạn. Nhì hay nhất gì đây bạn ơi, chắc nhì quá. Phân thải bạc nữa. Con này chắc nhì mà nhì đại quá. Để mình vô đây, núp vô đây cho mát bạn. Giữa khu này đồng trống lẫn nè. Có cái bóng nhãn nhỏ nè. Con này con gắn nhất hay là gắn nhì vậy bạn? Chắc gắn nhì quá. Gắn nhì mà nhì bự nữa bạn, thải một bạch phân nè. Nhì bành kỳ. Rồi, để mình tiến hành bắt ra luôn. Nãy giờ mới thấy nhì này bự rồi, mấy nhì nãy không bằng nhì này. Ừ, ra luôn nha, đúng rồi. Vô cỏ nó quắn cái để mình bắt ra cái nha bạn. Con gắn này 5 lạng, 5 lạng mấy nha bạn. Gắn này không nổi nhất bạn ơi. Gắn này tầm cỡ 5 lạng rưỡi, 5 lạng 7. Ngon lạnh. Con nhì này nó 5 con nhì các bạn. Trời không có gắn nhất, có gắn nhì cũng ngon nữa bạn. Nãy giờ luồng này nói chung mình thăm là cử nào không có gắn nhì gắn nhất chứ. Có cử này thì không biết sao các bạn, nói chung thì cũng chưa biết được. Khi mình thăm hết 7 mới chắc ăn được nha bạn. Nhiều khi mấy cái 7 cuối nó chạy cặp một con vậy cái nhiều khi 7 2 con hoặc cặp cả ký, ký mấy luôn cái là thấy khỏe mình liền các bạn. Gắn chạy không biết đâu nói. Mấy cử trước mình thăm cái luồng này nó cũng ít dính lắm, tại do luồng này nó rộng lớn lắm, bờ nào bờ nấy cạnh cạnh không mà mình đón hướng nó đi khó á. Nên mình bắt dặn tắp gắn hơi chậm nha bạn. Còn nếu mình dí bẫy nhiều quá thì tốn rất là nhiều bẫy. Nên mình cũng vô đây mình đặt lưa thưa à. Chịu khó neo bạn, neo từ từ cho dính từ từ. Nó chậm dính mà nó bền. Còn mấy vùng nào mà nhỏ nhỏ gọn gọn thì mình đánh trong vòng 4 5 cử, 3 4 cử là hết gắn. Dính hết gắn. Còn mấy khu này thì bắt khó hết gắn. Rồi, giờ để mình bỏ vô nha bạn, đi tới cái tiếp theo. Chung gắn nhì này chậm, gắn nhì này 5 lần mấy. Gần nhất chứ nhất không nổi. Trước này mình có cái bẫy lần trước mình cử gọi mình thăm dính được con gắn nhất nè bạn. Gắn nhất cũng không lớn hùng. 6 lần ngoài. Cử này em ghe. Cử này còn chuột. Để mình vô lúa đặt lại bạn ơi.
dưới đây mình cũng có cá bẫy mà. Giờ này ông trời ông nắng hét lên cái đổ một hồi thay vị ra chơi nhiều khi hơi mưa không chừng các bạn, nắng hét hét không thì mưa luôn. Rồi cái bẫy này có phân nữa, rồi phân chà bá gì mà gắn ba bằng lại có dính vui vậy. Chỗ này nắng quá để mình tranh thủ mình bắt được. Con ba cũng chậm thôi, đang là máy hay là ăn gì. Con này tầm cỡ lạng, lạng gửi bạn ơi. Cỡ lạng hẳn gắn này ốm. Rồi, giờ để mình bỏ vô tranh thủ đi tới những cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Để chạy mưa ạ. Nắng vậy đó, chạy mưa là mưa nha các bạn. Quê mình không gài mưa hoài luôn á. Mưa nắng rồi. Mà bẫy gắn này có mưa có nắng thì im lắm bạn. Để mình đặt lại cái bẫy này các bạn. Trước đây mình có cái bẫy không? Mình đặt bẫy trong cái bờ xài này. Nói chung nó bịch á. Nó hơi tối các bạn không cảm không? Bước vô bờ xài được mát khỏe bạn. Nãy giờ lậu ngoài trời nắng. Rồi, bãi này như có phân mà nhẹ que. Hộp đây cũng ngắn ba. Cái bãi này mình neo cũng lâu lắm mà. Mới chạy mà chạy ngắn ba. Thông thường mấy cái bãi mình neo lâu á, thường thường thấy dính ngắn bự mới im các bạn. Còn dính ngắn ba tức nghĩa là ít gắn. Gắn này đâu mới lại. Thường thường mình đặt cái bẫy xuống nó chạy gắn ba, gắn nhất, gắn nhị, chạy lộn xộn như các bạn. Chạy xay xay vậy đó, nó có gắn nhiều. Còn mấy khu mà nhiều khi mình đặt hết sức lâu mà dở lên dính cái dính gắn ba là thấy cô bộ tình hình chỗ đó không im. Cái bờ này thì năm ngoái mình có đặt rồi, khoảng thải hết bức bự, còn gì mà gắn ba. Năm ngoái đặt rồi, bắt cũng mấy gắn bự, hôm nay mình đang quay lại đặt từ đầu mùa tới giờ. Từ hồi hãm gãi giờ, cử này cũng 4-5 cử rồi, mới chịu chạy gắn ba. Nói chung nãy giờ tới đây mình cũng ngon các bạn, tuy gần bữa nay không có gắn nhất chứ cũng ngon lắm bạn. Tới đây cũng như muốn trúng nữa. Này nãy giờ không có gắn nhất chứ có gắn nhất là khúc nữa. Nãy giờ cũng 5 con gắn nhị bạn. Ừ, con gắn nó nội màu ra để hơi mình xử lý mới được. Nãy giờ cũng 5 con gắn nhị các bạn, 5 gắn nhị với mấy gắn ba với con hô ngựa bự. Bảy đây mình mới 4 đêm thăm cho nên gắn nó thường thường nội màu quá bạn. Để hơi mình xử lý mới được. Rồi ở trên. Trên đi dưới. Bà hồi đi dưới, bà hồi đi trên. Dạ đi em. Nhỏ mà cái còn không chịu ra nữa. Toàn lão mày đi dưới không nhỏ mày. Trên không đi mà đi dưới rồi, ngắn này sóc cho nhào ra luôn. Con này cũng cỡ hai lạng, hơn hai lạng nha các bạn. Rồi nói chung thành quả nãy giờ cũng im nha bạn, ngồi nghỉ mát đây cái rồi đi thăm tiếp tục bạn ơi. Vô khu nãy mát, nãy giờ lội ra trời nắng nắng. Con này hai lạng, hơn hai lạng này. Túi gắn này cũng ngon nha bạn, kiếm sống cũng được rồi đó, cũng là túi vậy đó. Hy vọng bây giờ tới làm con nhất nữa là trúng lúc liền nha bạn. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây mình có cá bẫy nha bạn, nói chung bờ này lúc trước á mình đặt một cái chủ vườn người ta lắp cái bẫy của mình dính con gắn nhất nè bạn, rồi mình đặt lại luôn nha bạn. À, mình đặt con cái một tại khu này lúc trước nó không có lá nhãn này nhiều bạn, do chủ vườn người ta hốt ở từ trong mấy cái clip nhỏ đó đó, người ta chuyển cái này người ta đổ vô một đống đụng ngụn à. Từ đó mình móc cái bẫy đến bỏ rồi gắn móc sao dính được con gắn nhất, rồi thấy vậy mình cũng đặt lại luôn các bạn để mình nhớ cái chỗ nào nè, nhớ mãi khúc này nè. Đặt lại cái này lá nhãn nhiều quá, nhiều khi mắc dấu nha bạn, để mình mò cái bẫy mình chỗ nào nè. Ở đây nè bạn ơi, ở dưới đây là lò kiếm ở trên.
Rồi bữa nay cũng nặng nặng nha bạn, không biết dướng cây hay là gắn đây, không biết. Nặng lắm bạn. Hồi ơi, hổ hạnh bạn ơi, kìa, rú cái đầu ra kìa. Hồi ơi, bắt đợt trước, mấy cửa trước bắt con nhất rồi, bữa nay chạy con nhất nữa nha bạn. Chỗ này bắt con cạp luôn đó, quá đã bạn ơi. Nãy giờ tới đây nó mới chịu chạy gắn nhất đó bạn. Nói chung thì tại cái luồng này mình bắt gắn nhất cũng khá là nhiều rồi. Luồng này mình thăm 5 cử rồi, mấy cử rồi, cử nào cũng có nhất nha bạn, có cử 4-5 con luôn. Quá đã bạn ơi, sự sướng nha bạn. Gần hết 7 nó mới chịu chạy gắn nhất. Thì còn mình còn một điểm chỗ khu vườn nhãn số 7 nữa nha bạn, mà với cặp mé đường vài cái nữa. Mà có một cái khu vườn nhãn là nãy mình đi ngang á, là mình thấy người ta có đám. Thường thường là mình tới về tới khu vườn nhãn là khu cuối cùng quá. Ngon lạnh bạn ơi, gắn nhất này cũng 7 lạng, hơn 7 lạng nha bạn, 7-8 lạng gì đây nè. Quá trẻ đã bạn ơi. Trời đang nắng lội đây, dở lên, bợ lên, dính con gắn nhất này cái khỏe mình nha bạn. Chỗ này lúc trước nó có một cục nhãn nhỏ xíu bạn, rồi cái mình đặt có một cái, mà bờ này không phải được nhiều gì đâu. Rồi xong mình đặt cái chủ vườn người ta mới dọn ra, dọn ra nó mới nhiều gì nè. Từ đó lúc cái 7 mình luôn, mình móc, mình kiếm. Kiếm được con gắn nhất mình thấy vị ngon lành thôi, mình đặt lại nữa, bữa nay bắt một con nữa bạn, mình cặp nó luôn nè. Con cử rồi cũng 7 lạng mấy, 8 lạng gì đó. Bữa đó mình chạy 4-5 con. Luồng 7 này nói chung là luồng 7 tâm huyết mình mà. Còn một luồng gà mai bạn, luồng gà mai còn tâm huyết hơn luồng này nữa. Luồng này như luồng thiên thổ, luồng kia là luồng tâm huyết. Luồng kia chạy gắn nhất cũng nhiều lắm. Luồng kia mình thăm luồng gà mai mình thăm đâu cũng 40 mấy cái bạn. Luồng gà mai nhiều hơn luồng 7 này. Mà luồng 7 gà mai đó, luồng 7 đó là nó nhảy gắn nhất hơn luồng này nữa. Nói chung là mình có 3 luồng 7. Ngày hôm qua mình thăm một luồng bên kia thì nó chạy cũng được 3 ký ngoài nha bạn. Mà ngày hôm qua thì luồng 7 đó do nước ngập, mình đặt ở tầm thấp nước ngập. Còn luồng 7 này là không có ngập, luồng 7 này là mình đặt khu vực vườn nên là đặt trong vườn không à. Nên tỷ lệ ít ngập, chủ vườn người ta giữ đê được á. Còn khu nào mình ta giữ đê không được thì nó mới ngập. Gà đi em, gà đi em. Quá đã bạn ơi. Con này tầm 7 lạng rưỡi, 8 lạng nha bạn. Gắn dài sọc. Gắn này cử trước mình bắt gắn cái, chắc gắn này gắn đực nha bạn. Gắn đực thấy nó gâu gâu gì chứ nặng lắm mà. Nó chì hơn gắn cái. Phê tài bạn ơi. Tưởng bữa nay không có gắn nhất luôn mà, thăm gần hết luôn 7 luôn. Còn đâu cỡ chục cái đâu lại, không tới chục cái. Chạy nãy giờ thì nói chung chạy cũng ngon á bạn, nãy giờ chạy cũng một túi gắn rồi đó, mà nhì không à, nhì với gắn 3 với đâu con hổ ngựa, ngon lành nha bạn. Rồi con này tầm cỡ 7 lạng rưỡi, 8 lạng đô lại, 7 lạng rưỡi đô lên bạn ơi, quá đã. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha bạn. Mình về khu vực vườn nhãn này còn mấy cái nữa hết các bạn. Sáng mình đi ngang đây thì mình thấy người ta có đám này. Giờ này làm như người ta đang nghỉ hay vậy. Thì lỡ hơi thấy người ta có hát lên bạn. Thì mình thăm luôn nha bạn. Mình thăm luôn rồi mình thả về nhà mình tổng kết quả bạn ơi. Chứ để nhiều khi dính nhạc xong xử lý nè. Đây con cá bảy nè. Hồi gì mà cá bảy này dính bạn ơi. Không thấy thằng mà dính nè. Còn gì đây, hổ hành đây. Không biết bự nhỏ nha bạn, chắc nhỏ quá mình cầm thấy nhẹ nhẹ. Để mình xích vô bóng mát đây. Hồi con này có khả năng được gắn nhì nha bạn. Hình như nó mới ăn chuột mình gì cái bụng còn chì phì bạn. Để mình tranh thủ mình bắt ra để người ta lên nhạc. Còn khu nạn số 7 nó cũng hết 7. Thì mình đi á, mình có quay về á bạn, nhưng những cái bẫy nào mà nó không dính á, bạn cũng cho mình cắt bỏ bớt nha, để vui đường nó dài quá. Hồi con này được 3 lạng rưỡi nữa bạn ơi, quá ngon bạn ơi. Con này nữa là 6 gắn nhì đó bạn, bữa nay gắn nhất thì chạy con một à. Thì mình vô bờ này mình không biết nó có chạy nữa không ha. Chứ sớm giờ mình thăm thì gần hết 7 đó, còn bờ này mấy cái nó hết 7 là có con nhất một nha bạn. Còn gắn nhì thì con này con thứ 6 rồi nè. Chung 6 gắn nhì. Kiếm sống cũng khỏe nè bạn, thả con nhất đó nữa ha, với số gắn ba với con hổ ngựa mình coi như tiền chuột đi nha bạn. Đi này á, thì săn bắt này hy vọng là dính mấy gắn bự bự đi nè bạn, từ gắn nhì trở lên đi là mình có doanh thu cao á. Còn gắn ba với hổ ngựa rồi á, thì mình coi như tiền chuột.
Rồi giờ để mình bỏ vô bạn ơi, tranh thủ đi tới cái tiếp theo ha. Giờ này thì quê quê mình nó thì trên bầu trời, bạn thấy không, trời không chỉ mưa nữa kìa. Đó. Mà không nắng lắm nha bạn. Hát nắng mà không chỉ mưa. Để mình bỏ vô đi tới mấy cái còn lại. Dưới đây là cái bẫy cuối cùng bạn ơi, cuối cùng chuyến chuyến thăm hôm nay. Và khu này mới mở hàng cái đầu tiên dính con cái. Còn mấy cái còn lại nó không dính nha bạn. Đặt cái bẫy này trước dưới đây nè. Bẫy con không phải phao phiếu chừng, nó que bạn ơi. Chuột chảy ra chào mình kìa. Tặng cho em nó mịt lúa. Giờ mình đặt lại cái bẫy này mình thả về nha bạn. Thả về khi nào về tới nhà mình sẽ căn tổng kết thành quả chiến lợi phẩm mình thăm 40 cái bẫy ngày hôm nay nha bạn. Mình cũng vừa về tới trại mình bạn ơi. Giờ này bắt đầu ông chạy ông chuyển mưa rồi. Hy vọng cho đừng mưa. Cho mưa đám luôn cũng được các bạn. Mưa đám là chiều tận đứng chạy là gắn tiếp tục chạy nữa đó. Bẫy này thì chủ vườn ta phát hư bẫy mình đem về đừng nữa mình cắt hôm nha bạn. Lấy hôm xài lại bẫy nữa. Còn bẫy sơ cua đem theo đem về luôn. Bữa nay không có đặt được luôn. Bữa nay nói chung cũng tiếp tục trúng mánh nữa nghe bạn. Nhờ phút cuối làm được cũng nhất đó cái là thấy trúng nữa đó bạn ơi. Cũng một túi gắn nè bạn. Bữa nay nói chung gắn nó mới dính nhiều bạn. Nên nó ội màu ra dơ cái túi quá. Thì cái luồng 7 này á, nếu các bạn có xem kinh mình nhớ đó, luồng 7 này thì mình cử gồi á, nó cũng trúng là 4,5 kg nha bạn. Còn cái cử trước nữa là nó tới 8 kg mấy bạn. Nói chung cái luồng 7 này mình thăm 3 cử liền đó bạn. 3 cử là trúng liền liên tiếp luôn đó bạn. Bữa nay nhiều đây cũng như chúng đó các bạn. Nhờ hồi nãy gần phút cuối làm được con nhất nó cũng cỡ 7 lạng mấy 8 lạng nha các bạn. Dưới đâu 6 con gắn nhị bạn. Bữa nay 6 con gắn nhị gắn 3 ít nha các bạn. Như một con hổ ngựa, như một số gắn 3. Con hành bự. Con này 7 tầng gần gửi 8 lạng gì đây bạn ơi. Dưới đâu 6 con gắn nhị bữa nay cũng chậm chậm nha các bạn. Gắn nhị có mấy con cũng bự lắm, có mấy con nó muốn gần nhất luôn. Nội 6 con gắn nhị đó không là trên 2 kg rồi, nhưng con gắn gắn hổ hành nhất đâu cỡ 7 lần mấy 8 lạng nha bạn, với con hổ ngựa gần cả ký nữa nè. Nhân số gắn 3. Nói chung vậy là thành quả quá im rồi bạn ơi. Luồng 7 này tính ra là cứ trúng mánh liên tiếp 4 cử 3 cử liền bạn, 3 cử liền á. Một cử đầu tiên mình nhớ cử cái cử gồi thì nó 4,5 kg. Cử này nó cũng 4 kg mấy nữa nè bạn. 4,2 kg như 4,2 kg đi bạn, 4,2 kg mình trừ cái túi 50 g còn 4 kg lô mốt mấy nha bạn, đúng không? Đúng rồi. 4 kg lô mốt sợi sợi nữa nè. Như 4 kg lô mốt đi. Chứ cái túi mình có 50 g mà. Nói chung quê mình ở miền Tây mà nhiêu đây là coi như chúng rồi nha các bạn, chứ không có đòi hỏi được nhiều như ở vùng rừng rồi mà gắn bự được nhiều đâu. Mà tính ra bữa nay chạy bự gì cũng nhiều đó chứ. Gắn nhị là cũng như là gắn bự rồi các bạn. Tại hổ hành thì cái dầm của nó cũng không có lớn ký không. Nó tầm cỡ 3-40 lạng là nó cũng bự rồi nha các bạn. Ở quê mình có 3 lạng ta bắt gắn nhị rồi đó. Luồng 7 này tính ra là 40 cái này của mình là tính ra trúng 3 cử liền các bạn. Một cử đầu tiên mình nhớ là 8 kg mấy, cử thứ hai là 4,5 kg, cử bữa nay là 4 kg mốt nữa các bạn. Này hơn 4 kg mốt mình tính như 4 kg mốt. Thì thành quả mình đây nha các bạn. Để mình coi con gắn nhất rồi. Nói chung là ổi mồi quá dơ bạn ơi, là do cái luồng 7 này có 4 đêm mình thăm á. Gắn nó mới vô nó ăn ổi mồi dơ. Con gắn nhất mình mà nhụi đâu ở dưới rồi. Con gắn nhất cũng bự lắm nha các bạn. Đây gắn nhất dưới đây không? Gắn nhất bành kia nằm dưới, nó nhụi nằm dưới. Rồi nói chung thành quả ngon lành nha bạn. Năng nội mồi ra quá dơ. Giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho mình xin một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng còn gắn nhất bự nữa. Mình cũng xin kết thúc video đây. Mình cũng xin bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.